Chương 863, Phường Thị Nam Sơn. Đàn vương nhất phẩm là một tồn tại cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng cùng kính đối đãi. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, đàn dược sử dụng chủ yếu là linh cấp bát phẩm cùng cửu phẩm. Ngoài ra một số ít đàn dược chân quý là đàn dược thiên cấp nhất phẩm. Mà đàn dược thiên cấp nhất phẩm ngoại trừ đàn vương nhất phẩm thì linh đàn sư bất luận phẩm cấp nào cũng không thể luyện chế. Cho nên khi mà Ngưu Vũ Thiên nghe Diệp Mặc nói có quen biết đàn vương thiên cấp nhất phẩm mới kích động tới vậy. Lòng Diệp Mặc thầm đắc ý, dù hắn chưa có thể luyện chế thảo hỏa đàn thiên cấp nhất phẩm, hắn tin tưởng bằng sự tiến bộ của hắn nhiều nhất vài tháng có thể luyện chế. Hiện tại Ngưu Vũ Thiên kinh ngạc, Diệp Mặc cũng là không chần chừ. Thận trọng gật đầu, đúng vậy, sư phụ tôi là một đàn vương, ông hẳn có thể luyện chế thảo hỏa đàn. Cảm thấy chiêu bài sư phụ của mình là đan vương không tệ, Diệp Mặc lần nữa sử dụng. Sư phụ Diệp Mặc là một đan vương, hơn nữa còn chưa biết đan vương phẩm cấp nào. Điều này làm cho Ngưu Vũ Thiên nhất thời sửng sốt hồi lâu. Bà không nghĩ tới lai lịch Diệp Mặc lớn tới vậy. Chắc là sau này Diệp Mặc mới bái người này là sư phụ. Nếu như lúc trước bái, thì một vị đan vương muốn giúp Tống Anh Trúc cùng Diệp Lăng tìm cái vị sư phụ là Nguyên Anh đơn giản còn chờ mình tới thu nhận họ làm đồ đệ sao? Nghĩ tới đây, Ngưu Vũ Thiên lập tức cảm tạ. Vậy thì phải đa tạ sư phụ cậu rồi. Ngưu Vũ Thiên nói lời thật lòng, đối với tu sĩ kim đan không có chỗ dựa như bà thì dù có tới 9 viên thảo hoàn quả rất khó luyện được một cái viên thảo hoàn đan. Mời một người luyện chế thảo hoàn đan, cái giá là trả không ít. Diệp Mặc có thể đưa bà một viên thảo hoàn đan, bà sao không cảm kích? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, tiền bối, người là sư phụ ánh chúc cùng Diệp Năng. Hơn nữa, nếu không có tiền bối tôi không thể lấy được thảo hoàn quả. So với một viên thảo hoàn đan thực không tính là gì. Bất quá nếu mà tiền bối quyết định ở Hà Châu, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù Trịnh Tùy Thủy không biết chuyện về thảo hoàn quả, nhưng chúng ta cũng không nên ở đây lâu. Vậy thì chúng ta rời đi thành Hà Châu sao? Ngưu Vũ Thiên từ khi Diệp Mặc mới xuất hiện tới khi hắn giết chết Lý Trường Sinh cũng nhìn ra phương diện lãnh đạo thì Diệp Mặc hơn bà nhiều. Cho nên trước bà hỏi ý Diệp Mặc. Không phải, tôi muốn tới phường Thị Nam Sơn một chuyến. Bất quá trước khi đi tìm một chỗ giúp tiền bối hộ pháp, tiền bối chữa thương rồi nói tiếp. Diệp Mặc đáp. Ngưu Vũ Thiên suy nghĩ nói, nếu vậy thương thế của ta sau khi tốt hơn đi với cậu tới phường Thị Nam Sơn một chuyến sao? Diệp Mặc lập tức khoát tay nói, tiền bối nếu như mà tôi đoán không sai, trong thời gian này Trịnh Tùy Thủy nhất định tới di tích mới cung cấp nhìn một chút. Một khi phát hiện mấy người các người chưa từng tới, tôi nghĩ phản ứng đầu tiên là nghĩ có vấn đề. Bất luận là vấn đề gì y không an tâm, nhất là phải tìm được một trong bốn người, như vậy y mới an tâm. Lấy danh vọng cùng tu vị kim đan, tiền bối đoán chừng chỉ cần tới phường Thị Nam Sơn, Trịnh Tùy Thủy sẽ biết. Vì vậy tiền bối tốt nhất là lén đi tới ngành dược Hoa Hạ thành Hạ Châu trước, chữa thương tu luyện, tốt nhất là dịch dung một chút. Kỳ thực dựa theo ý nghĩ của Diệp Mặc, muốn tới di tích Trịnh Tùy Thủy bố trí phá hư một lượt mới bỏ qua, ít nhất có thể khiến cho Trịnh Tùy Thủy nhìn ra cục diện bốn người đã chết, ba Lý Trường Sinh chạy trốn. Nhưng mà Diệp Mặc biết với tu vị hắn khó làm được, cho dù là hắn nắm chắc phá vỡ được khốn trận Trịnh Tùy Thủy, hắn cũng không dám đi. Một khi đụng đầu Trịnh Tùy Thủy như vậy là Ngưu Vũ Thiên hai người tuyệt không chạy thoát. Ngưu Vũ Thiên gật đầu đồng ý, hai người dọn một chút, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Nửa ngày sau, khoảng cách hai người với nơi xảy ra đánh nhau tới là mười mấy dặm, Ngưu Vũ Thiên thương thế quá nặng, Diệp Mặc chỉ có thể dừng chờ bà chữa thương. Cũng may buổi đấu giá phường Thị Nam Sơn 3 ngày nữa mới bắt đầu, Diệp Mặc không gấp gáp. Một ngày sau, thương thế của Ngưu Vũ Thiên khôi phục phần nửa, bà lấy một chiếc mặt lạ đưa Diệp Mặc nói, cái này tặng cậu. Thấy Diệp Mặc bộ dạng ngờ vực, y là lập tức bổ sung nói, cậu có thể ẩn nấp bên người ta và Lý Trường Sinh không bị phát hiện, có thể thấy cậu có công pháp ẩn nấp tương đối lợi hại. Ta không có đồ tốt, cái mặt nạ này là cửu biến, chỉ cần cậu luyện hóa có thể biến ảo thành 9 loại dung nhan khác nhau. Tu bị giới hư thần không ai nhận ra, tặng cậu. Tu bị giới hư thần khó nhận ra, Diệp Mặc nghe là biết đây không phải pháp bảo bình thường, và đây đối với Ngưu Vũ Thiên dường như rất chân quý, hắn vội vàng từ chối. Tiền bối, kẻ thù của tôi không nhiều lắm, và này để tiền bối lưu lại. Ngưu Vũ Thiên lắc đầu, ta tới Hà Châu sẽ dịch dung, hơn nữa sau này không có chuyện gì đặc biệt, ta luôn ở trong ngành dược Hoa Hạ, không đạt tới Nguyên Anh là không ra, cho nên ta giữ lại cũng không có chỗ hữu dụng. Ở buổi đấu giá nó không chừng là cậu cần dùng tới.
Nghe Ngô Vũ Thiên nói vậy, Diệp Mặc nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, liền nhận cử biến, hắn đã đem viên bạo anh đan trong nhẫn chữa vật của Lý Trường Sinh đưa Ngô Vũ Thiên. Bạo anh đan đối với người khác tác dụng phụ, nhưng đối với Diệp Mặc không đáng kể, bởi vì hắn có thể luyện chế xuẩn đạn đan hóa giải độc. Ngô Vũ Thiên biết bạo anh đan đối với Diệp Mặc không có tác dụng, liền nhận lấy. Hai người chia tay và trực tiếp tới ngành dược Hoa Hạ thành Hạ Châu. Còn Diệp Mặc thì một mình tới phường thị Nam Sơn. Phường thị Nam Sơn gần thành Hà Nguyên, Diệp Mặc chỉ cần một ngày đường là tới phường thị Nam Sơn. So với phường thị Nam Sơn thì phường thị Nam Sơn này lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cũng không phải là toàn bộ một môn phái nào. Nơi đây là một cái tu chân phượng khổng lồ hình thành. Nghe nói một cái cường giả nguyên anh đại viên mãn chấn giữ. Cho nên là giao dịch ở phường thị Nam Sơn khiến cho tất cả tu sĩ yên tâm. Không người nào dám đụng vào, lửa giận tu sĩ nguyên anh đại viên mãn. Diệp Mặc chuẩn bị tìm khách sạn bất kỳ để nghỉ, chuẩn bị tinh thần đối phó với buổi đấu giá 5 ngày 5 đêm sắp cử hành. Vì Diệp Mặc tới muộn, hắn tìm vài khách sạn đều kín hết chỗ, động phủ cũng cho thuê, nhưng mà Diệp Mặc cho dù có tiền cũng không vì một cái đêm nghỉ ngơi mà thuê một cái động phủ, như vậy rất tốn kém. Mặc dù hiện tại một viên linh thạch cạo phẩm Diệp Mặc không coi vào đâu, nhưng nghĩ tới lúc trước chính mình ở địa cầu muốn có linh thạch quả thực so với lên trời khó hơn, Diệp Mặc thực không muốn lãng phí bất kỳ linh thạch. Mãi cho tới khi Diệp Mặc tìm tới khách sạn thứ 7 mới từ miệng tiểu nhị biết nơi này còn phòng trống. Điều khiến Diệp Mặc ngoáy muốn là phòng nơi đây so với phòng phường thị Tuy Sơn tuy gấp đắt gấp đôi, 50 linh thạch một đêm lại không có cho trả giá. Mặc dù Diệp Mặc biết có buổi đấu giá nên là giá phòng mới đắt tới vậy, nhưng giá tiền này khiến hắn do dự. Chỉ là một đêm 50 linh thạch, phải biết rằng hắn thậm chí có thể đi dạo phường thị cả tối. Bất quá Diệp Mặc nghĩ tới người ở phường thị tu chân rất nhiều hơn nữa, bởi vì buổi đấu giá có thể là có nhân tố không an toàn, cho nên quyết định mất 50 linh thạch để ở một đêm. Vậy được, sàn phòng này tôi lấy. Diệp Mặc giọng cứng rắn nói được nửa câu liền có người nói: nơi này còn phòng thượng hạng trống hay không? Giọng nói thanh thúy mang theo chút ngạo khí. Diệp Mặc quay đầu thấy một cô gái xinh đẹp 20 tuổi, thân mặc một bộ quần áo màu phấn hồng, làn da trắng nõn, thậm chí là lộ ra một cái tia ửng đỏ khoái mạnh, mái tóc dài phía sau tết đồng thời búi lên rất xinh, bên trên cài một cái chiếc ngọc trâm hình hồ điệp. Nếu chỉ nói về dung mạo cô so với Tống Ánh Trúc có phần hơn hẳn, có thể nói đây thực sự là mỹ nữ. Mà khiến Diệp Mặc kinh ngạc là mỹ nữ này chỉ chừng 20 tuổi nhưng tu vị là trúc cơ tầng 7. Có thể thấy cô chẳng những tư chất tốt còn là tài nguyên tu luyện rất cường đại. Phía sau cô gái xinh đẹp là một tên thanh niên không tính anh tuấn, bộ dạng 20 tuổi, da đen, nhưng mà có khuôn mặt chữ điền lộ ra vẻ thật thà đàng hoàng. Thanh niên này đi phía sau cô gái không nói lời nào, nhưng thanh niên này cũng có tu vị là trúc cơ tầng 7, điều này khiến Diệp Mặc hết chỗ nói. Tiểu nhị bị dung mạo cô gái làm kinh động, sừng sốt hồi lâu phản ứng vội trả lời: thành thực xin lỗi, chúng tôi có một cái gian phòng hảo hạng vừa rồi là vị bằng hữu này đã thuê. Nhưng mà thật ra nhà dưới có một phòng trong các điều kiện kém hơn, nhưng giá cả rẻ một chút, chỉ cần 8 linh thạch một đêm. Diệp Mặc nghe lời tiểu nhị lỏng như thời buồn bực, tại sao mình hỏi phòng tên tiểu nhị này không nói có nhà dưới. Hắn chẳng qua ở một đêm, có thể tiết kiệm được 42 viên linh thạch cũng tốt. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tiểu nhị này nói nhà dưới không phải là điều kiện không tốt, mà là linh khí thì kém một chút. Đối với hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng gì. Nói cách khác hắn ta mướn một cái nhà dưới với 8 linh thạch còn hơn. Cô gái nghe thấy cái có gian phòng, lập tức đem ánh mắt nhìn Diệp Mặc nói: đem phòng hảo hạng cho tôi, nhà dưới kia cho anh. Vốn cô gái này, nếu như tử tế trao đổi với Diệp Mặc khẳng định đáp ứng, hắn vốn không muốn phòng hảo hạng. Nhưng người này khẩu khí giống như mình chắc chắn lấy căn phòng đó, còn Diệp Mặc ở nơi khác, điều này khiến Diệp Mặc khó chịu. Hắn cầu nghĩ lấy ra 50 viên linh thạch đặt trên quầy nói: tiểu nhị, tôi phải nghỉ ngơi làm việc nhanh một chút. Cô kia thấy Diệp Mặc không để ý tới mình, nhất thời lông mày nhướng muốn bạo phát. Nhưng lúc này tên thanh niên da đen vội vàng lên phía trước, ý trước tiên hành lễ với Diệp Mặc, sau đó lấy viên 10 viên linh thạch trung phẩm khách khí nói: thật xin lỗi vị đại ca này, xin giúp chúng tôi thủ lao này mặc dù ít. Diệp Mặc dĩ nhiên biết thanh niên kia muốn nói gì, hắn mỉm cười đem 10 viên linh thạch trung phẩm trong tay thanh niên nhận lấy, sau đó thu hồi linh thạch của mình, ném 8 viên linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị nói: nể mặt vị này, tôi ở phòng kia.
Chương 864, tình thần xa. Khi cô gái thấy Dê Mặc nhận linh thạch, khóe miệng lộ tia khinh thường, vừa định đùa cợt một câu, tên thanh niên kia mặt đen cản trước nói: "Tiểu nhị, nếu vị đại ca này không cần phòng hào hạng, vậy phòng hào hạng nhường cho tôi đi." Dê Mặc không nói không cần phòng đó, tiểu nhị dĩ nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, vội vàng đưa phòng hào hạng nhường cho nam một nữ. Nhìn Diệp Mặc rời đi, cô gái nhịn không được cười lạnh nói: "Quỷ nghèo còn muốn cướp phòng cao cấp." Dê Mặc thì nghe thấy nhưng lại coi như gió thoảng bên tai, căn bản là không muốn quay đầu nói nhiều. Nhưng tên mặt đèn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy tên mặt đèn lắc đầu, cô gái lập tức tức giận mắng: "Sư như anh lắc đầu làm gì, không muốn đi theo tôi thì nhanh biến chỗ khác." Người kia kêu là Dư Như Anh vội vàng cẩn thận đáp: "Hải Đông, bác trai nói tù trên giới cao thủ như mây, chúng ta bên ngoài cố gắng không nên đắc tội người khác." Hử, cô gái tên Hải Đông hừ một tiếng xoay người về phòng mình mặc kệ không để ý tới người thanh niên bên cạnh. Dì Mặc không khỏi có chút buồn cười, người thanh niên mặt đen kia có khuôn mặt chữ điền, thoạt nhìn đôn hậu thành thật, lại có tên là Dư Như Ngọc. Thực sự chưa bao giờ nhìn ra y rốt cuộc nơi nào giống Như Ngọc, điều này có chút tức cười. Dù là ở nhà dưới nhưng Dì Mặc rất hài lòng, ngoại trừ không có tụ linh trận thứ các tương đối đầy đủ. Hơn nữa là do xung quanh khách sạn này có tụ linh trận cho nên gian phòng Dì Mặc mặc dù không có tụ linh trận nhưng vẫn cảm thấy linh khí thực dư thừa. Tiêu tốn 8 viên linh thạch cũng đáng giá. Vốn dĩ Dì Mặc không quyết định tu luyện, nhưng khi thấy linh khí không tệ nhất thời nổi tâm tư tu luyện, hắn lập tức bố trí trận pháp phòng ngự, lấy ích nguyên đan nuốt xuống bắt đầu luyện hóa. Dì Mặc là tu vị trúc cơ tầng 3 đỉnh phong cho nên hắn không sử dụng minh nguyên đan. Bởi vì minh nguyên đan chỉ sử dụng được một lần, Dì Mặc quyết định trúc cơ trung kỳ mới sử dụng. Như vậy, sau khi hắn tăng lên cấp trúc cơ tầng 4 thì là trong thời gian ngắn có thể tăng tới trúc cơ tầng 5. Đồng tính tu luyện Dì Mặc rất lớn, cơ hồ linh khí tạo thành lốc xoáy. Nhưng ở các khách sạn gần đây trong phường thị là tụ tập nhiều tu sĩ cao cấp. Hơn nữa họ không muốn lãng phí thời gian tranh tụ tập trung tu luyện, nên phía trên khách sạn đều có linh khí tụ tập. Dì Mặc ở trong đó dù động tĩnh hơi lớn nhưng không khiến cho người khác đặc biệt chú ý. 3 canh giờ sau, Dì Mặc cảm thấy kinh huyệt quyệt đạo lần nữa mở rộng tăng một cấp bậc. Sau đó răng rắc rất khó nghe vang lên. Chân nguyên ở cơ thể giống như là tế bào tách rời nhanh chóng bành trướng. Chân nguyên so với lúc trước cường đại gấp đôi, khuếch tán tới kinh mạch huyệt đạo của Diệp Mặc rồi chậm rãi tụ trong đan điền. Diệp Mặc lòng vui mừng, trúc cơ trung kỳ, hắn không cần nghĩ nhiều, lấy ra mấy cái trục viên linh thạch thượng phẩm đặt bên người, bắt đầu củng cố trúc cơ trung kỳ. Đối với tu luyện rồi là lấy ra toàn bộ linh thạch, hắn không đau lòng chút nào. Thăng lên trúc cơ trung kỳ, Diệp Mặc chẳng những cảm thấy tinh huyết bị tiêu đốt đã được bổ sung, hơn nữa thần thức có thể khuếch tán phạm vi hơn 10 dặm. Dì Mặc đứng lên quyết định đi tẩy rửa thứ dơ bẩn trên người, cũng là không có lời điểm buồn ngủ, thời gian rảnh rỗi lấy cửa biến ra luyện hóa đơn giản. Sau đó rời khỏi phòng, Dì Mặc vừa đi không xa thấy Dư Như A Ngọc đang ngồi phía cửa xa xa tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần. Dường như không cần nghĩ, Dì Mặc đoán được Dư Như Ngọc vì cái gì ngồi ở cửa, nhất định là cô gái ngang ngược không cho anh ta vào. Đối với Dư Như Ngọc, Dì Mặc có chút hào cảm, lắc đầu cảm giác mặc dù hai đồng người này rất đẹp nhưng không nhất định có thể xứng với thanh niên mặt đen. "Anh Dư, nếu anh không chê có thể tới chỗ tôi nghỉ một đêm." Dì Mặc tới trước mặt Dư Như Ngọc ôm quyền nói, dù sao buổi tối hắn cũng tu luyện xong cũng không có chuyện gì nam. Hơn nữa, ấn tượng của hắn về Dư Như Ngọc không tệ liền lên tiếng mời. Dư Như Ngọc thấy Dì Mặc cố ý tới nói chuyện với y không cách giả bộ không biết không thể làm gì khác là lúng túng đứng lên. "Chào anh, hảo ý anh, tôi cảm ơn nhưng mà tôi giờ không thể đi." Dì Mặc mỉm cười cũng không khuyên nữa. Hắn... người khác thích hay không, không phải chuyện quán. Chẳng qua hắn mới xoay người, thấy Dương Như Ngọc nói: "Anh trai cũng tới tham gia buổi đấu giá sao?" Diệp Mặc gật đầu: "Đúng vậy, tôi muốn đi tới xem một chút có tinh thần xa tiệt thổ hay không. Còn nữa, tôi là Diệp Mặc, sau này trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc đi." Diệp Mặc nhìn lai lịch Dương Như Ngọc tựa hồ không tầm thường, hơn nữa hắn không có ý định nói sai tên, nên đây không phải tiểu thế giới, không phải bất luận kẻ nào cũng biết hắn. Dương Như Ngọc nghe Diệp Mặc nói có chút giật mình. Tinh thần xa cùng tiệt thổ thượng đẳng là đồ vật ngàn vàng khó cầu. Dư Như Ngọc nói được phần nửa liền dừng y, cảm giác mới gặp Diệp Mặc hai lần, một vài lời không thể nói thẳng. Diệp Mặc lại biết Dư Như Ngọc đối với mình kính cẩn, tất nhiên vì quan hệ phẩm hạnh của y, nhưng trọng yếu hơn, y nhìn ra là đoán chừng y không thấu tu vị mình. Diệp Mặc cười ha ha: "Tôi không cần tinh thần xa thượng đẳng, chỉ cần tinh thần xa là được, không quan tâm cấp bậc." Tinh thần xa thượng đẳng dĩ nhiên là giá trị liên thành, nhưng Dì Mặc biết nếu mà tinh thần xa hạ đẳng thì giá nó căn bản là cách biệt như trời với đất với thượng đẳng. Thì ra là không hạn chế cấp bậc. Dư Như Ngọc hiểu ra, đều là tinh thần xa hạ đẳng tuy rằng rất đáng giá nhưng không phải vật khó cầu.
Phút chốc Dương Như Ngọc bỗng nhìn lấy một cái khối khoáng thạch to bằng nắm tay đưa ra mặt. Cái này một cái khối tinh thần xa hạ đẳng, tôi trong khi tình cờ lấy được, không biết hữu dụng với anh Diệp không. Diệp Mặc chỉ vì thấy Dương Như Ngọc không tệ mới nói vài lời, nhưng không nghĩ Dương Như Ngọc có tinh thần xa. Cho dù tinh thần xa hạ đẳng cũng không phải là có thể dễ lấy, nếu không Diệp Mặc không cần tới buổi đấu giá phường thị Nam Sơn. Nhận lấy tinh thần xa trong tay Dương Như Ngọc, Diệp Mặc lòng mừng rỡ cẩn thận nhìn qua, quả là một cái khối tinh thần xa hạ đẳng. Khối tinh thần xa này tuy không lớn nhưng đối với Diệp Mặc cũng đủ. Xác định khoáng thạch trong tay là tinh thần xa, Diệp Mặc vội cảm tạ. Đa tạ anh Dư, đây là chính là món đồ tôi muốn có, xin anh ra giá. Dư Ngọc thấy tinh thần xa mình vừa vặn, Diệp Mặc cần lập tức vui vẻ. Anh Diệp, tinh thần xa này tôi vô tình có được, vật này với tôi không có bất kỳ tác dụng. Nếu anh Diệp cần thì lấy đi, không để nói chuyện tiền nong. Diệp Mặc sững sờ một chút, hắn và Dư Như Ngọc quả thực là lần hai gặp mặt. Nói là người xa lạ không sai, nếu như vậy Dư Như Ngọc tại sao đưa tinh thần ra cho mình, tựa hồ là quá hào phóng. Tựa hồ nhìn nghi hoặc của Diệp Mặc, Dư Như Ngọc vội mở miệng. Tôi vừa nhìn anh Diệp liền có hào cảm, hơn anh Diệp là tu bị sâu không thể lường. Bạn của tôi mạo phạm anh Diệp không so đo, cho nên tôi đưa viên tinh thần xa này cho anh, hy vọng anh Diệp không nên từ chối. Diệp Mặc nhất thời hiểu, vốn là ý nhìn không thấu tu vị, sợ mình là kim đan tu sĩ. Lúc trước Hải Đồng nói mình là quỷ nghèo, khẳng định mình nghe thấy. Nếu mình không so đo với Hải Đồng, điều này khiến Dư Như Ngọc cực kỳ cảm kích. Từ giọng điệu Dư Như Ngọc, y là tựa hồ muốn kết giao với mình. Diệp Mặc nghe Dư Như Ngọc nói vậy vội khoát tay. Anh Dư, chỉ sợ như năm thật ra tu vị tôi không bằng anh. Tinh thần xa này dù là hạ đẳng nhưng nó giá trị quá lớn, nếu không trả tiền tôi không nhận được. Dư Như Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, lát sau càng khâm phục. Anh Diệp đừng nói chuyện tiền nữa, dù sao coi như là tôi kết giao một người bạn nhanh Diệp. Lòng Dư Như Ngọc thầm kinh ngạc, y mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 7 nhưng có thể coi như là người bước vào tu vị kim đan sơ kỳ y cũng có thể thấy được. Mặc y không nhìn ra được bất kỳ dấu vết tu vị Diệp mà có thể biểu hiện của hắn tuyệt đối là phi thường giỏi, rất có thể là người tới từ đại môn phái. Thấy Dư Như Ngọc sống chết không nhận linh thạch, Diệp Mặc cũng không nói thêm, trực tiếp lấy tinh thần xa dứt khoát, lấy ra hai chiếc đậu để ngồi, cùng Dư Như Ngọc ngồi trước hàn huyên. Trải qua một lần giới thiệu, Diệp Mặc mới biết được địa vị Dư Như Ngọc thực sự không nhỏ. Y là đệ tử lòng cốt của Thần Kiếm Môn, một trong tông môn hàng năm sao. Hơn nữa trai là tông chủ một thời của Thần Kiếm Tông, bây giờ là thái thượng trưởng lão. Diệp Mặc không hỏi tới tu vị trai, nhưng mà nếu là thái thượng trưởng lão tông môn, ít nhất cũng là nguyên anh đại viên mãn, thậm chí là tu vị hư thần. Mà cô gái Hải Đồng kia tới từ Song Tâm Cốc, cũng là tông môn năm sao. Lần này tới buổi đấu giá tại phường Thị Nam Sơn, hai vị trưởng bối là đồng ý để Hải Đồng cùng Dương Như Ngọc ra ngoài rèn luyện. Tới phường Thị Nam Sơn trước, dĩ nhiên hàm nghĩa bên trong, dù Dương Như Ngọc không nói gì, Diệp Mặc hiểu là trưởng bối hai bên có ý thúc đẩy hai người. Dương Như Ngọc này tới từ môn phái năm sao, là một người biết hạn chế, hơn nữa lại không có nửa điểm kiêu ngạo. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ thiếu chủ Thẩm Kiếm Thành Tây Lưu Môn, cũng tới từ tông môn năm sao, thì nó thực sự rất kiêu ngạo. Nếu không phải là vì trọng sinh, mình và La Cảnh sớm chết trong tay. Hơn nữa thần dược môn là do y tiêu diệt. Nghĩ tới thần Thẩm Kiếm Thành, lòng Diệp Mặc dâng lên sát ý vô tận. Dư Như Ngọc, anh không biết xấu hổ lại dám kết giao với đồ bỏ đi như vậy, mặt mũi của tôi làm bị anh làm mất mặt hết rồi. Thanh âm thanh thúy đầy vẻ bất mãn vang. Hải Đồng mang vẻ khinh thường đứng ở cửa phòng mà phòng cô cũng đã mở. Chương 865, mùa tố đan thảo. Diệp Mặc nói chuyện với Dư Như Ngọc, dù là bố trí cách âm trận pháp nhưng hai người nói chuyện với nhau bất chi bất giác là trôi qua nửa đêm. Lúc này trời đã sáng, Dư Như Ngọc nghe lời của Hải Đồng, sắc mặt biến sắc, y lập tức nói với Diệp Mặc: "Thật xin lỗi anh Diệp." Diệp Mặc cười nhạt, nếu mà Dư Như Ngọc, nếu hắn không nhiều lời với loại đàn bà điêu ngoa này, hắn khoát tay. "Anh Dư là một người bạn, tôi tặng cậu một câu, trong cuộc đời không thiếu cỏ thơm." Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Lời này Diệp Mặc thông tục dễ hiểu, Dư Ngọc dĩ nhiên nghe hiểu, mà Hải Đồng lại càng nghe rõ chẳng qua cục. Khi kịp phản ứng thì Diệp Mặc sớm mất. Hải Đồng khuôn mặt đỏ bừng, lở lụ cười tức giận. Cô mặc dù xem thường Dư Như Ngọc, nhưng bị người khác trước mặt mình nói mình không đáng được để theo đuổi. Với sự kiêu ngạo của cô, lòng dĩ nhiên tức giận vô cùng. Cô không tìm Diệp Mặc để xả giận, nhấc chân tung một cước vào Dư Như Ngọc, đá thẳng vào ngực Dư Như Ngọc. Dư Như Ngọc không dám né tránh, bị đạp văng ra mấy thước, rơi xuống bậc thang. Thần thức của Diệp Mặc thấy màn này thầm lắc đầu. Tính nhân lại Dư Như Ngọc thật quá tốt. Diệp Mặc lặng lẽ đem cửu biến
hóa thành bộ dáng trung niên lúc này mới tới buổi đấu giá. Buổi đấu giá phường thị Nam Sơn thực không nhỏ, lúc này Diệp Mặc tới buổi đấu giá thấy người người đi vào tới bên trong càng chật chội chịu không nổi. Lượng người trong buổi đấu giá không hạn chế, chỉ cần anh có linh thạch là được. 1.000 linh thạch hạ phẩm là có thể vào, tùy tiện chọn vị trí ngồi, nhưng mà 10.000 linh thạch hạ phẩm liền có chỗ ngồi bình thường, 100.000 linh thạch hạ phẩm là chỗ ngồi cao cấp, mà 300.000 linh thạch hạ phẩm liền có một chỗ ngồi xa hoa. Diệp Mặc bởi vì đồ vật trên người không ít, hơn nữa không có ý định khiến cho người khác chú ý, nên hắn dùng 10.000 linh thạch hạ phẩm lấy chỗ ngồi thường. Dù biết tuy bình thường nhưng mà sau khi Diệp Mặc tiến vào cũng hài lòng, bên trong chẳng những không gian không nhỏ, hơn nữa thông qua trận pháp thấy rõ sân đấu giá, nhưng lại không có người phục vụ riêng. Nếu như muốn một lữ tu phục vụ riêng cũng phải là chỗ ngồi giá thấp nhất là 100.000 linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài, phát hiện thần thức hắn chỉ có thể thấy được người ngồi trong đại sảnh, người ngồi bên trong chỗ riêng tư, một người nhìn cũng không ra. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện ra trận pháp ngăn chặn thần thức ở bình phong, chỗ ngồi 100.000 linh thạch so với mình còn cao hơn, chỗ ngồi 300.000 linh thạch so với chỗ ngồi 100.000 linh thạch càng cao cấp. Phát hiện vấn đề này, Diệp Mặc lập tức nghĩ, có phải bên trong đã bố trí thêm trận pháp phòng ngự thần thức. Tài nghệ về trận pháp của hắn tuyệt đối là trình độ đại sư. Hơn nữa, trên người hắn là đầy đủ tài liệu về trận pháp. Diệp Mặc nghĩ tới đây, một đạo thần thức cường hắn trực tiếp xuyên vào phòng của hắn. Đạo thần thức này quét qua, sau đó ngừng không ngừng, lập tức quét về phía khác. Thần thức của người này thật lợi hại, ít nhất là tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Diệp Mặc từ việc người này không cố kỵ quét qua phòng người khác biết được, những người này rất có thể là tu sĩ hư thần. Vốn Diệp Mặc đang do dự, lập tức bắt tay bố trí trận pháp phòng ngự ngăn chặn thần thức. Hắn cũng không muốn động một chút bị người ta dùng thần thức quét một lần. Nếu nói như vậy, hắn không bằng mất 1.000 linh thạch lấy một cái chỗ ngồi trên đại sảnh. Phần ấn trận kỳ Diệp Mặc có sẵn, chỉ cần thời gian một nén nhang, hắn bố trí xong một cái trận pháp phòng ngự thần thức đơn giản. Trận pháp mặc dù là không có biện pháp che đậy thần thức của hư thần, nhưng mà Diệp Mặc tin tưởng trận pháp phòng ngự thần thức này cộng thêm trận pháp vốn có, thần thức tu sĩ Nguyên Anh là không có biện pháp tiến vào, dù là không có biện pháp cản thần thức mọi người. Bất quá Diệp Mặc biết tu sĩ hư thần dù là cũng không quá nhiều. Diệp Mặc khẳng định nếu như mà hắn đủ thời gian, trận pháp này nói không chừng ngay cả thần thức tu sĩ hư thần hắn cũng có thể cản. Nhưng hiện tại buổi đấu giá đã bắt đầu, Diệp Mặc chỉ có thể tạm ngừng việc bố trí trận pháp. Hắn quyết định lúc rảnh rỗi nhất định phải luyện chế thêm nhiều trận bàn. Nếu có trận bàn, hắn có thể trực tiếp lấy ra dùng, không cần bố trí trận pháp nữa. Quả nhiên Diệp Mặc vừa ngồi lại có mấy cái đạo thần thức quét tới, nhưng mà mấy đạo thần thức này không ngoại lệ bị trận pháp của hắn ngăn cản. Không có một đạo nào có thể quét vào. Nói cách khác, phòng hắn mặc dù là 10.000 linh thạch, nhưng nói về trình độ an toàn sánh ngang với phòng 300.000 linh thạch. Điều này khiến Diệp Mặc cực kỳ hài lòng. Một cái thiếu phụ xinh đẹp chừng 30 tuổi chậm rãi tới đài đấu giá, hướng về phía dưới đài ôm quyền. Buổi đấu giá lần này là phường thị Nam Sơn chúng ta cử hành do hai vị tiền bối Vũ Mẫn cùng ta chủ trì. Ta tên Lưu Đạm, hy vọng mọi người có thể thấy được vật phẩm mình vừa lòng trong buổi đấu giá. Đồng thời buổi đấu giá lần này chỉ sử dụng linh thạch trung phẩm. Mọi người khi báo giá dùng linh thạch trung phẩm để báo giá, tốt lắm, không nói nhiều lời vô nghĩa. Buổi đấu giá phường thị Nam Sơn hiện tại bắt đầu. Sẽ quay lại chú ý tới thiếu phụ, toát nhìn chừng 30 tuổi, nhưng tu vị ít nhất là kim đan hậu kỳ. Trang phục yêu mị của cô khiến Diệp Mặc nhớ mộng làm từng gặp ở tiểu thế giới. Hai người phụ nữ này đều là chủ trì đấu giá, đều yêu mị như nhau, mà phía sau cô ta không xa là hai lão, hẳn là hai vị tiền bối Vũ Mẫn mà cô ta nói. Diệp Mặc không dám sử dụng thần thức quan sát, bằng ký tế cũng biết hai vị này ít nhất là tu sĩ Nguyên Anh. Phương Thị Nam Sơn quả là thực lực vô cùng cường hãn, tùy tiện lấy ra một người có thể ngay lập tức giết hắn tại chỗ. Diệp Mặc không cần sử dụng thần thức quét qua phòng các, hắn biết tu sĩ trong phòng không cần nhìn cũng là sẽ không có người kém hơn hắn. Lưu Đạm nhẹ nhàng gõ chủy pháp quý trong tay rồi nói: "Các vị, phía dưới muốn đấu giá là một cái món khối canh tiết tinh, giá khởi điểm 10.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Nói xong, Lưu Đạm chỉ về phía canh tiết tinh to khoảng tầm 2 nắm tay. Diệp Mặc nhìn lòng thầm than, mình từ tiểu thế giới mua được canh tiết tinh to bằng chậu rửa mặt mà chỉ cần dùng một chút bàn, khi tới đây là cần nhiều linh thạch tới vậy. Canh tiết tinh sử dụng khắp nơi, chẳng những luyện chế pháp khí, hơn nữa là linh khí cùng pháp bảo đều sử dụng. Một khối canh tiết tinh này rất nhanh bị người ta mua với giá 15.000 linh thạch. Và đấu giá kế tiếp là hai món linh khí, giá khởi điểm là 50.000 linh thạch trung phẩm, cuối cùng được mua với cái giá là 100.000 linh thạch. Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn khi cướp được giới chỉ của Lý Trường Sinh, nếu không một chút của cải của hắn căn bản không có tư cách tham gia buổi đấu giá. Sau khi một quyển tu chân công pháp linh cấp nhị phẩm được bán ra với giá 500.000 linh thạch trung phẩm, không khí toàn trường càng ngày càng cao. Diệp Mặc lúc này mới hiểu, hắn
thấy may mắn quá sớm. Linh thạch trên người tổng cộng hơn 2 triệu linh thạch trung phẩm, trong đó linh thạch hạ phẩm nhiều nhất có hơn 10 triệu mà linh thạch trung phẩm có 1 triệu, cộng lại là không tới 3 triệu linh thạch trung phẩm. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể mong đợi vạn nhất có tiền thổ, giá tiền không nên quá cao, nếu không hắn căn bản mua không nổi. Hiện tại đồ vật đấu giá chính là một cái đồ vật nóng nhất đêm nay của chúng ta. Các bằng hữu đoán được rồi, đúng rồi, nó là một gốc tố đan thảo, giá khởi điểm là 1 triệu linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Thanh âm Lưu Đạm hạ xuống hiện trường, toàn bộ chấn động không khí dâng cao. Diệp Mặc có thể là âm thầm khờ thở dài. Tài sản của hắn căn bản không có tư cách tham gia tranh đấu. Tố đan thảo là dược liệu chủ yếu luyện chế bồi chân đan, chân quý dị thường, căn bản là tinh phẩm linh thảo cấp 5. Bồi nguyên đan là đan dược sử dụng trúc cơ viêm mãn thăng kim đan. Dĩ nhiên có vài loại đan dược cho kim đan, nhưng mà bồi chân đan không nghi ngờ là đứng hàng đầu danh sách. Khó khăn nhất chính là để luyện chế bồi chân đan cần có linh đan sư cấp 7. Nói cách khác, dù là người thường có được tố đan thảo cũng không nhất định có được bồi chân đan. Tuy linh đan sư cấp 7 và linh đan sư cấp 6 chỉ kém nhau một cấp, nhưng mà cấp này là cả đời người khó vượt qua, cho nên linh đan sư cấp 6 dù là ít nhưng mà trong các đại môn phái căn bản đều có. Nhưng mà linh đan sư cấp 7 tương đối nói thì quá hiếm. Diệp Mặc là một linh đan sư cấp 6 nhưng mà Nhan Thành đối xử với hắn vô cùng khách khí cùng lưu tâm. Nếu y biết Diệp Mặc hiện tại có thể luyện chế linh đan sư cấp 8 thậm chí cấp 9, vậy y tuyệt đối là đầu tư toàn bộ cho Diệp Mặc. Luyện đan sư cấp 6 ở Tiên Bảo Lầu thực không thiếu, nhưng luyện đan sư cấp 7 lại không nhiều. Nhan Thành đầu tư cho Diệp Mặc một phần đương nhiên là vì Diệp Mặc là một linh đan sư cấp 6, có thể giảm bớt áp lực về đan dược Tiên Bảo Lầu. Trọng yếu hơn là do Diệp Mặc chừng 30 tuổi đã là linh đan sư cấp 6, sau này hắn rất có thể tiến vào trình độ cao hơn, cho dù là đan vương cũng không nhất định có thành tựu tới vậy. Chính là trong chốc lát giá tố đan thảo tới 1 triệu rưỡi linh thạch, Diệp Mặc căn bản không báo giá, hắn biết tài lực quán không thể cạnh tranh. Tham gia buổi đấu giá rất nhiều tu sĩ trúc cơ, nhưng những người tăng giá là một vài vị tu sĩ kim đan, thậm chí nguyên anh, bọn họ dĩ nhiên không mua cho mình mà là mua cho người bên cạnh hoặc mua về cho môn phái. Phải biết rằng một cái môn phái cần nhiều hơn một cái kim đan tu sĩ, vậy là có thể nói thực lực môn phái tăng lên bậc nhỏ. Mà một cái gốc tố đan thảo gặp vô tình luyện đan sư cao minh, thậm chí là luyện chế ra 6 viên bồi chân đan, 6 viên bồi chân đan nói cách khác này ít nhất cũng sinh ra được 2 đến 3 kim đan, thậm chí là 6 tu sĩ kim đan không phải không thể. 2 triệu, một thanh âm báo giá khàn khàn vang, khiến cho toàn hội trưởng im lặng. Buổi đấu giá tới hiện tại lần đầu vàng tới thanh âm đột phá 2 triệu linh thạch, có thể thấy được trình độ trần quý gốc tố đan thảo kia. Diệp Mặc men theo thanh âm khàn khàn cẩn thận sử dụng thần thức quét tới, phát hiện ra người ra giá 2 triệu là người giấu nhắn, ngồi ở chỗ ngồi giá thấp. Trường 866, không đủ linh thạch. Hơn nữa, từ thanh âm khô cằn này, Diệp Mặc nghe ra người này ít nhất là một cô gái tuổi không nhỏ. Dù là chỗ ngồi cô gái này chỉ 10.000 linh thạch, nhưng dù sao có thể phỏng ngờ được đa số thần thức tu sĩ kim đan. Với tu vị hiện tại của Diệp Mặc trước mắt không thể quét vào trong. Tố đan thảo là giá từ 1.5 triệu linh thạch liền là tăng thành 2 triệu, biên độ rất lớn. Hơn nữa, cái giá này là đã tới cực hạn tố đan thảo. Trong lúc nhất thời không ai báo giá, cuối cùng để cho cô gái báo giá 2 triệu linh thạch lấy một cái gốc tố đan thảo. Diệp Mặc lòng tiếc nuối, hắn tiếc không phải không mua được tố đan thảo mà là không biết người nào mua tố đan thảo. Nếu như hắn biết, nói không chừng có thể thương lượng chính mình giúp người đó luyện chế bồi chân đan, thu về một nửa thù lao. Sau khi trải qua một hồi đấu giá tố đan thảo sôi động, đồ vật kế tiếp cũng rất bình thường. Hội trường dần lắng xuống. Và đấu giá tiếp theo là một chiếc ghế ngồi không tên. Cho tới giờ chưa có người nào biết vật ghế này là nguyên liệu gì làm ra. Ta cũng chỉ có thể nói cái này rất có thể là một cái di vật, hy vọng người mua có vận may. Nếu là rời khỏi tay chúng tôi không phụ trách. Chiếc ghế này giá khởi điểm là 100.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Lơ đạo đem một chiếc ghế đặt trên bàn đấu giá. Ghế này vừa vặn dày công cây, nhưng Diệp Mặc thiếu chút nữa kích động khi Lưu Đạm lấy chiếc ghế kia ụ đá trong giới chỉ hắn rung động không dứt, hiển nhiên cảm ứng ghế đó ở trên bàn đấu giá. Cái ụ đá này hẳn là lấy được từ tiểu thế giới. Ban đầu Thiên Dịch đại sư vì tránh hắn không cẩn thận quên ụ đá này, bị hắn phát hiện liền mượn gió bẻ măng lấy.
Tới giờ hắn không biết rõ ụ đá lấy được rốt cuộc là vật gì, không nghĩ tới hôm nay phát hiện một cái vật nơi này khiến cho ụ đá trong nhẫn cộng hưởng. Hắn đã nhìn vật kia cũng như là cái ụ đá, một cái đồ vật không biết tên lại giá khởi điểm 100.000 linh thạch. Hiện trường trở nên yên tĩnh, cho dù linh thạch của tù sĩ Nguyên Anh không nhiều như vậy, không ai vô duyên vô cớ lấy 100.000 linh thạch mua một thứ không biết tên. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng người khác nhìn lầm và biết rằng Phương Thị Nam Sơn lực lượng cường hãn thế nào. Tù sĩ hư thần không chỉ một vị, thực lực mạnh mẽ sao có thể nhìn nhầm. 110.000 linh thạch, chờ mặc một lúc rốt cuộc có người báo giá y tăng thêm 10.000. Lưu Lạ Mặc Sủ nói rõ ràng nghe thấy có người báo giá 110.000, lòng có chút thất vọng. Tuy rằng biết rõ vật này rất khó bán với giá cao nhưng chuyện này cũng không nhất định. Vạn nhất có người nhận ra đây là vật gì dù đã bán ra giá trên trời không phải là không thể. 130.000, thật như giống có người mở đầu liền có người trực tiếp tăng giá. Hai người mới báo giá hiện trường như là mặt hồ ném đá tất cả tăng giá. 150.000, 170.000, chỉ sau một lát giá tăng tới 200.000. Dì Mặc lòng thầm sốt ruột, hắn chỉ sợ người khác đoạt mất bảo vật. Mắt thấy giá càng ngày càng cao, Dì Mặc biết hắn nhất định phải báo giá rồi. Những người báo giá kia tựa hồ có ý muốn có đồ vật mà người khác nhìn không ra, đem về xem một chút giống như vật này tới tay mình, nhất định nhận ra. 500.000 linh thạch, Diệp Mặc trực tiếp từ 220.000 linh thạch lên tới 500. Hắn muốn lặp lại giống người vừa mua tố đan thảo. Nhưng vì Diệp Mặc quá nóng lòng quên rằng hắn càng cần cho người khác càng cho rằng đây là vật lý. Vật rất tốt, 600.000 linh thạch. Sau khi Diệp Mặc báo giá xong chỉ lát sau có người ra giá Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng cả kinh, hắn biết mình quá nóng lòng. Bởi đấu giá này hoàn toàn là những người có tiền tới. Hắn mặc dù không tính là người không có tiền, nhưng linh thạch so với người khác không tính là nhiều. 600.000 linh thạch mua một cái ụ đá không biết tên hiện trường trở nên yên tĩnh. Nhưng Diệp Mặc lại ngừng báo giá. Hắn biết bây giờ không phải lúc ra giá, hắn nhất định phải khiến cho mọi người ở đây tỉnh táo. Lưu Đạm không nghĩ tới cái ụ này bán được tới 600.000 linh thạch, nhất thời kích động. Cô ta nâng ụ đá lên, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Chiếc kế không biết tên này đã có người đấu giá 600.000, có thể thấy được người ra giá nhận ra một chút bảo bối. Dù tôi không muốn người đó xuất hiện để nói ra đây là vật gì, nhưng mà tôi cũng biết điều này không thực tế." Khi Diệp Mặc đang cầm tức lời cô ta thì lời cô ta thay đổi: "Tốt lắm, nếu có một người nhận ra đây là bảo bối, rất có thể là có người thứ hai nhận ra. Giá hiện tại là 600.000, ai ra giá cao hơn không? Có biết rằng bảo bối chỉ có một, nếu để người khác mua cơ hội sẽ mất." Dù là Diệp Mặc tức giận đối với sự mê hoặc của Lưu Đạm, chỉ có thể dừng hồi lâu, Lưu Đạm mới kêu lên: 600.000 lần một còn ai tăng giá không? 600.000 lần. Chưa đợi Lưu Đạm nói hết lại có người kêu: 700.000. Một lần tăng 100 hiển nhiên có thể là do lời của Lưu Đạm có tác dụng, đã có người cho rằng vật này là thứ tốt. 750, 800.000. Một vòng đấu giá mới nhanh chóng tăng giá tới 1.000.000. Cái giá này khiến tâm Diệp Mặc trở nên lạnh như băng. Nếu như nói Diệp Mặc không quá để ý tới tố đàn thảo thì ụ đá này Diệp Mặc thật là vô cùng lưu tâm, bởi hắn mơ hồ cảm giác ụ đá kia không tầm thường. Nếu hắn không mua được vật này, trong tay Lưu Đạm nhất định là tiếc nuối vô cùng. Sau khi giá tiền tăng tới 1.000.000 lại dừng lại, phải biết rằng dù lấy nghiên cứu, 1.000.000 tuyệt đối không phải giá thấp. Lưu Đạm đối với cái lời mê hoặc của mình rất hài lòng, không nghĩ tới trích ghế 100.000 này nói miễn cưỡng của mình thành 1.000.000. Điều này khiến cô cả muốn biết chiếc ghế này rốt cuộc bán giá bao tiền. Đã có người ra giá 1.000.000 có thể thấy được đây thực sự là đồ vật không tệ, đáng tiếc tôi lại không biết. Tốt là 1.000.000 lần một, ai ra giá cao hơn không? Nếu không có vậy chiếc ghế này không liên quan tới bạn nữa. Lưu Đạm không hổ là người chủ trì đấu giá, cố gắng tận lực mê hoặc người khác. 1.010.000. Diệp Mặc tỉnh táo, hắn còn hơn 2.000.000 linh thạch, bất luận thế nào không tới cuối cùng hắn không buông tay. 1.200.000. Người vừa ra giá linh thạch tựa hồ không vừa ý, một lần tăng 200.000. Diệp Mặc phóng thần thức, người ra giá 1.200.000 kia lại ở chỗ ngồi 100.000 linh thạch, thần thức hắn căn bản không qua được. Khi thần thức Diệp Mặc phóng qua, đồng thời hơn 10 luồng thần thức từ tứ phương tám hướng bắn về Diệp Mặc, tựa hồ muốn xem người ra giá hơn 1.000.000 để mua ụ đá là thế nào, khiến cho tù sĩ kia giật mình cũng rung động là những cái tù sĩ này dù là ngồi ghế cấp thấp nhất nhưng mà thần thức đều không thể quét qua. 1.210.000, Diệp Mặc không nghĩ ngợi tăng thêm 10. 1.300.000, người nọ tức giận lại đem giá tăng thêm 100.000. 1.310.000, Diệp Mặc lại tăng thêm 10. 1.500.000, 1.510.000, toàn trường trở nên yên tĩnh quỷ dị vì một chiếc ghế không biết tên. Hai tu sĩ tựa hồ tức giận mà Diệp Mặc mỗi lần tăng 10.000 tựa hồ là giống như muốn khiêu khích lửa giận đối phương.
thậm chí người chủ chỉ lưu đạm cả không thêm mà cần thêm mắm thêm muối, điều khiến cô phải làm là nghe Diệp Mặc cùng một tu sĩ khác đấu giá. Khi Diệp Mặc kêu tới 2.510.000, rốt cuộc tên tu sĩ kia hoàn toàn cuồng bạo tức giận. 3 triệu, nếu như mày lại tăng giá về cụ đá này, mày lấy đi. Phí tứ giang của ẩn kiếm môn rất vui mừng nhường ngụ đá cho mày. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn dĩ nhiên không phải bị cái tên phí tứ giang uy hiếp, mà linh thạch hắn không tới 3 triệu. Nếu có 3 triệu linh thạch, hắn nhất định không do dự tăng thêm 10.000 lấy hũ đá về, mà hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật mình muốn tiến vào túi tên phí tứ giang, lòng buồn bực. Thời điểm cần tăng tu vị, Diệp Mặc đồng dạng cảm thấy tầm quan trọng của linh thạch. Mặc dù hắn so với tu sĩ đồng cấp coi như là người tương đối có tiền, một chút linh thạch này đối với hắn không có tác dụng. Liên tiếp 2 đồ vật hắn muốn đều bị người ta mua, lòng cực kỳ không thoải mái. Thấy Diệp Mặc không ra giá tiếp, rất nhiều người cho rằng Diệp Mặc sợ phí tứ giang, bởi thực lực ẩn kiếm môn tông môn 4 sao cường hãn, mơ hồ sánh ngang tông môn 5 sao. Mặc dù mua được chiếc ghế nhưng mà phí tứ giang khó chịu, y vì cái ghế này dùng hơn 2 triệu linh thạch. Nhưng đều là do Diệp Mặc ban tặng, y quyết định một khi buổi đấu giá kết thúc nhất định dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất rộng một chút. Diệp Mặc dù là không có được chiếc ghế, hắn cũng đã biết được phí tứ giang là người mua chiếc ghế của ẩn kiếm môn, lòng hạ quyết tâm. Một khi có thực lực, nơi đầu tiên tới là ẩn kiếm môn. Cái hũ đá này hắn nhất định phải lấy được. Một chiếc ghế đá không biết tên cự nhiên là bán giấy giá 3 triệu linh thạch. Điều này là lưu đạo không nghĩ tới, đây là giá tiền cao nhất cho tới hiện tại buổi đấu giá. Diệp Mặc cũng cầm tức, buổi đấu giá này tiến hành một ngày, hắn thứ gì cũng không có. Chương 867, thành hậu bối đao loang lổ vết gì. Hiển nhiên Lưu Đạm không để ý tới suy nghĩ Diệp Mặc, lấy một quyển công pháp không trọn vẹn nói: đây là một cái quyển đào ký tên là Huyễn Vân, nhưng lại không trọn vẹn, chỉ có 1/3 trước mắt cấp bậc không rõ. Huyễn Vân. Diệp Mặc nghe thấy hai chữ nhớ tới Huyễn Vân đào pháp Lý Gia. Hắn từ trong miệng Lý Bách Sâm cùng Lý Trường Sinh biết Huyễn Vân đào pháp Lý Gia gồm 6 chiêu. Chẳng lẽ Huyễn Vân này là Huyễn Vân đào pháp Lý Gia? Nếu như là Huyễn Vân đào pháp của Lý Gia, hắn có lấy được cũng không có chỗ dùng. Ban đầu khi giết Lý Trường Sinh còn lấy được một cái ngọc sàn phía trên ghi Huyễn Vân đào pháp Lý Gia. Lúc ấy hắn cả nhìn cũng không có tâm tình nhìn, ném vào nhẫn chữ vật, không nghĩ tới đây gặp được Huyễn Vân đào kỹ. Lưu Đạm lại nói tiếp: tiếc là cái bản đào kỹ này chỉ có 1/3 cuối cùng, trước mắt không cách nào tu luyện. Giá khởi điểm 20.000 linh thạch, mỗi lần tăng không thấp hơn 1.000. Diệp Mặc nghe xong giật mình, chẳng lẽ Huyễn Vân đào pháp Lý Gia vốn không phải là xuất thân từ Lý Gia mà từ chỗ khác? Hơn nữa Huyễn Vân lục đào của Lý Gia không phải hoàn hảo, cộng thêm bản thiếu khuyết, ở trong tay Lưu Đạm mới là thực sự Huyễn Vân đào pháp. Sự lợi hại của Huyễn Vân đào pháp Diệp Mặc hiểu rõ không kém Tam Sinh Quyết kiếm quang quán. Đặc biệt là khi Lý Bách Sâm thì chuyển ra chiêu thức khiến cho đào khí bay lên thành lốc xoáy kia, khiến cho người ta vô cùng khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Diệp Mặc có Tam Sinh kiếm quán, hắn thực không nhất định đỡ nổi. Chỉ là bởi vì không phải kiếm kỹ mà là đào kỹ mới khiến cho Diệp Mặc có hứng thú. 21.000, Diệp Mặc trực tiếp báo giá. Hắn rất muốn biết Huyễn Vân đào kỹ này có phải quan hệ tới Huyễn Vân lục đào mà hắn lấy được hay không. Nếu quả thật là bản đào kỹ, tổ hợp lại một chỗ uy lực có thể tăng lên trên diện rộng hay không. Phần lớn tu sĩ tới đây đều là tu kiếm. Mặc dù có người chuyên về dùng đào pháp nhưng mà so với tu luyện kiếm thì càng ít. Hơn nữa bản đào kỹ không trọn vẹn, không thể tu luyện phần sau, cho nên Diệp Mặc báo giá không ai tăng giá. Hoặc là có người biết được thói quen Diệp Mặc, hắn khi báo giá đều chỉ thêm một chút. Dù là thêm 1 triệu, nói không chừng hắn lập tức báo giá 1.001.000. Sau khi thông báo 3 lần, bản Huyễn Văn đào kỹ rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy được Huyễn Văn đào kỹ, trước tiên xem xét nội dung bên trong. Sau khi nhìn thấy Huyễn Văn tam đào cuối cùng, lòng nhất thời mừng rỡ. Bỏ ra 20.000 linh thạch thực sự quá đáng giá. Bản đào kỹ không trọn vẹn này là cùng với Huyễn Vân lục đào hắn lấy thực cùng một bản đào kỹ. Tên gọi thực sự hẳn là Huyễn Vân cửu đào, mà Diệp Mặc mơ hồ cảm giác một khi hắn dung hợp toàn bộ Huyễn Vân cửu đào, lực chiến đấu tăng tới trình độ không ngừng, tương đối kinh khủng. Sự lợi hại của Huyễn Vân cửu đào không phải là Huyễn Vân lục đào có thể so sánh. Huyễn Vân lục đào của Lý Gia thậm chí không bằng 1/10.
lấy được Huyễn Vân Đào Pháp đối vần mực của Diệp Bắc Phơ rồi. Trở thành hư không, hắn cảm giác Huyễn Vân Đào Pháp này cho hắn một cái kinh hỉ cực lớn. Phi kiếm của hắn cấp bậc quá thấp. Sau khi giờ mà có Huyễn Vân Đào Pháp, đã có ý nghĩ muốn một cái thanh kim đào thượng đẳng. Vật phẩm tiếp theo đối với Diệp Mặc không có lực hấp dẫn, ngay cả linh thảo cùng khoáng thạch tu sĩ nguyên anh cần cũng xuất hiện, nhưng Diệp Mặc biết thứ đó vốn không phải vật hắn cần. Hơn nữa càng về sau đồ vật càng quý, nếu không phải vì tiệt thổ Diệp Mặc sớm ra ngoài. Thời gian này Diệp Mặc xuất thủ 2 lần, lại mua 10 gốc linh thảo cấp 4 lẫn dẫn lan hoa. Sở dĩ dẫn lan hoa mua đi là bởi vì Diệp Mặc muốn luyện chế Duẫn Ích Đan, mà dẫn lan hoa là dược liệu phụ trợ Duẫn Ích Đan. Linh thảo cấp 4 cùng linh thảo cấp làm giá tiền xê xích quá lớn, Diệp Bạc mua dẫn lan hòa cũng chỉ có xài mấy chục ngàn linh thạch. Khi Diệp Bạc nghĩ rằng phải đợi thêm 1-2 ngày nữa thì Lưu Đạm lấy ra tiệt thổ nói: "Các vị, hiện tại vật phẩm tiến hành đấu giá là một cái cối tiệt thổ. Mọi người đều biết tiệt thổ là đồ tốt khi bố trí trận pháp, hơn nữa rất nhiều người đã dùng tiệt thổ để luyện khí. Dĩ nhiên tác dụng cụ thể tôi nghĩ không cần người ở đây cũng hiểu hơn tôi. Đây là một cái khối tiết thổ cấp thấp nhưng cũng là một cái tài liệu tương đối khan hiếm. Cho dù cấp thấp, độ trần quý của nó không cần nhiều lời. Hiện tại giá khởi điểm khối tiết thổ này là 300.000 linh thạch. Mỗi lần tăng không được thấp hơn 10.000. Bằng gấu nào? Muốn xin à? Xuất thủ. 500.000. Cơ hồ Lưu Đạm dứt lời, Diệp Mặc nghe thấy phí tứ giang ẩn kiếm môn báo giá 510.000. Diệp Mặc không cần suy nghĩ lập tức báo giá tăng 10.000. Tên phí tứ giang của ẩn kiếm môn đã mua mấy thứ đồ, Diệp Bạc đoán trường y tiêu hào 500-600.000 linh thạch trung phẩm. Mình dù là mua hai thứ đồ cũng là tổng tiêu chưa tới 100.000, hắn hiện tại có bao nhiêu? Cái 2 triệu. Khi báo giá thanh ngầm Diệp Bạc vang lên, rất nhiều người ngây ngẩn cả người. Vừa rồi bọn họ nghe thấy Diệp Bạc cùng phí tứ giang vì ụ đá mà cạnh tranh. Cuối cùng khi phí tứ giang nói ra muốn khiến Diệp Bạc hiếp sợ, mới là rời cuộc cạnh tranh, nhưng xem ra hiện thực mọi việc không phải như vậy. Người báo giá ra 500.000, biết rõ là phí tứ giang báo giá vẫn là thêm 10.000, bởi vậy có thể thấy được chỉ cần là phí tứ giang tăng giá hắn nhất định tăng. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu Diệp Mặc vốn dĩ không sợ thân phận phí tứ giang, mà là vì khiến cho phí tứ giang tốn nhiều tiền của nó, không chừng hai người từng có quan hệ. Diệp Mặc cùng phí tứ giang ra tay liền ra con số triệu linh thạch. Hai người họ rất nhanh bắt đầu cạnh tranh, rất nhiều người rút lui, thậm chí một vài người báo giá. Cũng là không báo nữa. Tiệt thổ dù là chân quý, dù sao một cái khối tiệt thổ cấp thấp hơn nữa, tiệt thổ chỉ có thể dùng trong phương diện 7 trận, dù là luyện khí rất ít người dùng. Nói cách khác, nếu như không bố trí trận pháp, có được vật này căn bản không chỗ dùng. Diệp Mặc lại báo giá khiến cho sắc mặt phí tứ giang tức giận xanh mét. Y không lâu trước là còn tưởng rằng Diệp Mặc sợ y, mặc dù mua một cái khối ụ đá tốn không ít kinh linh thạch nhưng dù sao thế diện vẫn còn. Nhưng hiện tại xem ra chính mình thực sự là chú hề. Người kia nhiều lần ra giá thêm 10.000 căn bản là đùa bỡn y, khiến cho y coi tiền như rác suất nhiều linh thạch mà thôi. Nói không chừng lúc này người ta đang châm chọc y là ngu ngốc. Rất tốt, 600.000. Thanh âm phí tứ giang lạnh như băng, chỉ cần không phải thằng ngốc cũng nghe được y nổi giận. 610.000, thanh âm Diệp Mặc lại là bình thản vô cùng. Phí tứ giang tức giận hắn, hắn sao có thể không cầm tức phí tứ giang. Thanh âm Diệp Mặc bình thản, phí tứ giang tức giận. Hắn cầm tức đồ vật chính mình cần, y mỗi lần đều cạnh tranh. Mọi người ở đây nghe Diệp Mặc tăng giá đột nhiên nghĩ tới quả nhiên là vậy, hai người này nhất định từng có quan hệ, nếu không tù sĩ kia là không mỗi lần tăng giá đều là 10.000 linh thạch, 700.000, 710, 800.000, 810. Buổi đấu giá là thanh ngầm đấu giá của Diệp Mặc cùng phí tứ giang, chỉ cần phí tứ giang tăng giá Diệp Mặc cũng tự giá tăng thêm 10.000. Những người khác xem trò vui, bọn họ hiểu được đây không phải là cạnh tranh tiệt thổ, điều này là hiển nhiên hai tù sĩ đang bị chọc giận. Nhưng Diệp Mặc biết, hắn không tranh thua. Hắn không có thời gian rảnh rỗi, nếu không phải là bởi tiệt thổ, hắn cũng không đi phí tứ giang dài dòng, lược câu.
nhưng Diệp Mộc biết hắn không tranh hơn thua nữa. Tốt, tốt, rất tốt. Khi Diệp Mộc đem giá tiền tăng thêm 1.010.000, Phí Tứ Giang nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ, sau đó không tăng giá cho tới khi Lưu Đạm nói 3 lần 1.010.000 tiệt thổ cho thanh đồ của Diệp Mộc. Mọi người phản ứng đây là đấu giá chứ không phải là tranh hơn thua. Giá cả tiệt thổ dao động rất lớn, thời điểm cần anh bỏ ra mấy triệu cũng là thường. Nếu không phải vì vài trăm ngàn linh thạch nói không chừng anh sẽ lỗ, Diệp Mộc có thể tốn 1.010.000 mua tiệt thổ không thể nói là vận rủi, phần lớn là phụ thuộc vào giá thầu của Phí Tứ Giang. Nếu không buổi đấu giá lớn như vậy nhất định là đông đảo tu sĩ bố trí trận pháp, tiệt thổ dù bán được cũng có thể là tới 2 triệu đến 3 triệu linh thạch. Sau khi có được tiệt thổ, Diệp Mộc mặc dù còn hơn 1 triệu linh thạch nhưng mục đích đã đạt, hắn liền chuẩn bị rời khỏi buổi đấu giá. Phía dưới là một cái viên yêu đàn của yêu thú cấp 6. Yêu đàn yêu thú cấp 6 dù trân quý nhưng Diệp Mộc biết hắn mua không nổi, hơn nữa hắn đã có khối ngọc chỗ ở. Diệp Mộc biết hắn mua không nổi, rời chỗ ngồi đi dọc theo khỏi buổi đấu giá. Đồng thời Diệp Mộc cảm nhận được vô ảnh tỉnh lại. Dù thân thể không lớn lên nhưng mà màu vàng kim sau lưng diện tích càng lớn. Lòng Diệp Mộc mừng rỡ từ góc độ nào nói, vô ảnh là không thể thiếu đối với hắn. Lực chiến đấu vô ảnh mặc dù là ẩn hình nhưng mà trình độ cường hãn của nó chỉ có Diệp Mộc mới biết. Diệp Mộc ra khỏi buổi đấu giá, lập tức tìm một nơi hẻo lánh ngừng một hồi lâu, xác nhận không có ai theo dõi mới thay một bộ quần áo khác, thay đổi khuôn mặt. Buổi đấu giá mới là tiến hành 2 ngày cho nên Diệp Mộc ra ngoài phường thị Nam Sơn, dù là cảnh gác đấu giá rất cao vẫn là so ra kém với ngày thường. Diệp Mộc dạo qua một vòng phương thị chuẩn bị trở về ngành giặc khoa hạ. Mặc dù Ngô Vũ Thiên tới Hà Châu nhưng để ánh trúc cùng Diệp Năng hai người ở Hà Châu hắn vẫn không an tâm. Thế giới này cùng Lạc Nguyệt Thành khác nhau, nếu có việc gì không phải đơn giản là gọi điện tìm cảnh sát. Cái đao hỏng này ông mà đòi 500 linh thạch, chỗ này của tôi có 900 viên linh thạch hạ phẩm, nếu ông muốn bán thì tôi sẽ mua. Ở một góc phường thị vang lên thanh âm khiến Diệp Mộc chú ý. Hai nam tu cầm một cái thanh hậu bối đại đao loang lổ vết xỉ trả giá, mà chủ nhân sạp đó là lão già hơn 60 tuổi. Lão chỉ là luyện khí tầng 9, hơn nữa lưng khọm xuống, biết là loại võ sĩ tu sĩ cực kỳ nghèo. Diệp Mộc lắc đầu, thanh đao loang lổ kia đừng nói là 500 linh thạch, dù 90 linh thạch cũng không đáng. Nghĩ tới đây Diệp Mộc không chú ý, nhưng khi hắn mới cất bước rời đi bỗng cảm thấy không đúng. Hai gã tu sĩ mua đao kia đều là tu sĩ trúc cơ, bọn họ chẳng lẽ không nhìn ra cây đao này không đáng giá? Ý nghĩ xuất hiện, Diệp Mộc lần nữa sử dụng thần thức quét tới hậu bối đao loang lổ. Chương 868 cướp lại. Rất nhanh Diệp Mộc phát hiện ra cây đao này thực sự là một thanh hậu bối đao vô cùng bình thường nhưng bên trong có chút bất đồng. Giữa thần đao thậm chí có không gian ngăn chặn thần thức căn bản không thể tiến vào. Không chỉ như thế, xung quanh trận pháp ngăn cản thần thức lại là khắc thêm 10 trận pháp khác. Diệp Mộc cảm thấy mình đối với trận pháp đã rất hiểu nhưng loại trận pháp này hắn không chút nhìn ra. Lão già luyện khí kỳ nghe xong lời hai gã tù sĩ trúc cơ đưa tay cầm thành hậu bối đao loang lổ nói, thật xin lỗi hai vị tiền bối, đây là cây đao tổ tiên gia truyền xuống, nếu không phải lão không có hậu nhân hơn nữa không có cách tiến vào trúc cơ, đao này lão không bán đi như vậy. Diệp Mộc nghe hai gã tù sĩ trúc cơ nói chuyện liền đi tới trước quầy hàng lão già, đưa tay nhận thanh đao rồi nói, để tôi xem một chút. Đao trong tay Diệp Mộc căn bản không cần nhìn, trực tiếp lấy 500 linh thạch đưa lão già. Đao này lão không tệ, tôi lấy, đây là 500 linh thạch lão cần. Khi lão già luyện khí mơ mơ màng màng nhận lấy linh thạch từ tay Diệp Mộc, hai gã trúc cơ lúc trước hiểu được đồ vật bọn họ là rơi vào tay người khác. Thấy Diệp Mộc lấy đao cất vào túi đựng đồ chuẩn bị rời đi, một gã tù sĩ trúc cơ trong đó cản Diệp Mộc nói, vì bằng hữu kia, cây đao này chúng tôi tí trước anh dựa gì lấy đi. Diệp Mộc cười nhạt nói, điều này thực kỳ, tôi rõ ràng thấy người ta mấy người ra giá 90 linh thạch, vị chủ quán kia không bán, chẳng lẽ tôi ra giá với chủ quán lại không được mua. Hai gã trúc cơ này là một người trúc cơ tầng 3, một trúc cơ tầng 5, Diệp Mộc căn bản không thèm ý. Hắn biểu hiện tu vị mình là bên ngoài trúc cơ tầng 3, vừa vặn là trúc cơ sơ kỳ, gã chính là sợ hai gã tù sĩ trúc cơ này không tìm tới hắn. Một khi hai người tìm tới hắn sẽ dễ nói chuyện, bởi vì Diệp Mộc biết cường độ thần thức hắn không thua tù sĩ giả đan. Thứ hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra là hai gã tù sĩ trúc cơ này không nhất định thấy. Nếu hai gã tù sĩ trúc cơ này chưa nhìn ra trận pháp ngăn chặn thần thức trong thần đao,
Vậy bọn họ muốn mua thanh hậu bối đao nhất định có nguyên nhân khác. Nguyên nhân đó là thứ Diệp Mặc muốn biết. Nếu không, hắn cầm hậu bối đao đi cho dù là hai gã tu sĩ trúc cơ không cách nào cản hắn. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 cười lạnh. Theo nhanh nói mọi người đừng nói chuyện làm ăn. Khi anh nói chuyện làm ăn cùng người khác chỉ cần có tiền tới lấy đồ. Cần gì việc làm ăn với người khác? Nói xong tên tu sĩ trúc cơ hướng về phía tu sĩ đang xem náo nhiệt xung quanh, ôm quyền nói. Các vị bằng hữu nói đạo lý này có đúng hay không? Tôi cùng vị chủ quán này còn đang nói chuyện làm ăn, nhưng vị này ném ra 500 linh thạch cầm đao đi. Hắn làm sao biết được? Tôi không ra giá 500 linh thạch, tôi chuẩn bị cầm 500 linh thạch tới. Bất kỳ cuộc làm ăn nào chung quy cũng cần chú ý thứ tự trước sau. Người xung quanh dù gì dầm nghị luận đương nhiên không có người ra ngoài nói lý. Loại chuyện này căn bản không có đạo lý. Người nào có tiền thì người đó nhận được đồ. Hơn nữa 90 linh thạch cùng 500 linh thạch khoảng cách quá xa. Tên tu sĩ trúc cơ này nói cầm 500 linh thạch ra ai biết được, y nói vớ vẩn. Diệp Mặc bỗng hà hà cười. Nếu điều anh nói đúng, vừa đến buổi đấu giá tôi phát tài rồi. Khi đấu giá tôi báo giá thứ nhất dựa theo cách các hạ nói. Tôi báo giá trước người khác không được báo giá. Bởi vì người báo giá đầu tiên là đồ vật quán. Các hạ nói đạo lý như vậy phải không? Người xung quanh nghe Diệp Mặc nói nhất thời nở nụ cười. Rồi là Diệp Mặc nói có chút quỷ quyệt, nhưng mà cũng là đạo lý. Không có ai nói người ra giá đầu tiên là người nhận được đồ vật đấu giá. Mặt mũi tên tu sĩ trúc cơ chướng nên có chút hồng, y hừ lạnh một tiếng nói. Buổi đấu giá là cạnh tranh công bà bằng hữu, có linh động trong buổi đấu giá cho ta sao? Anh giỏi thì cầm đi đi. Biểu tình Diệp Mặc trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu nói. Đạo lý các hạ nói đúng, rất tốt, anh hiện tại có thể đấu giá. Tôi ra giá 500 linh thạch, anh bắt đầu đấu giá đi. Nếu như giá tiền cao hơn, đồ lấy của anh. Tên tu sĩ trúc cơ kia nhất thời không biết suy nghĩ, Diệp Mặc ngây ngẩn cả người. Y không nghĩ tới Diệp Mặc sẽ nói chuyện như vậy, vật tới tay vẫn là nguyện ý cho y đấu giá. Bất quá chỉ chần chừ một lát, y nói, tôi ra giá 550 linh thạch. Mặc kệ chú ý Diệp Mặc là gì, cây đao này bọn họ nhất định có. Diệp Mặc lại há mồm nói, 1000 linh thạch. Hai gã tu sĩ trúc cơ không nghĩ tới Diệp Mặc mở miệng ra thêm 500 linh thạch. Cho dù tu sĩ trúc cơ không giàu tới vậy, nhưng do dự một hồi tiêu, tu sĩ kia cắn răng, 1100 linh thạch, 2000 linh thạch. Khi Diệp Mặc ra giá 2000 linh thạch, hắn biết mục đích mình đã đạt được. Cây hậu bối đao này tuyệt đối không phải vật thường. Nếu không, tu sĩ trúc cơ bình thường không bỏ ra hơn 1000 linh thạch mua cây loang lổ đao vết gì. Hai gã tu sĩ trúc cơ thấy Diệp Mặc mở miệng tăng 1000 linh thạch đã biết, dù bọn họ tăng thêm linh thạch không có tác dụng. Diệp Mặc chỉ là tu sĩ trúc cơ tầng 3, lại có nhiều của cải như vậy, hơn nữa thành hậu bối đao kia. Hai gã tu sĩ trúc cơ nhìn nhau không dám tăng linh thạch. Diệp Mặc vừa nhìn thấy ánh mắt của hai gã tu sĩ trúc cơ biết, việc hắn lộ ra tiền tài đã thành công. Mình lộ ra tài vũ, hai gã trúc cơ này lát nữa nhất định theo dõi hắn. Diệp Mặc cũng biết hắn làm việc thừa. Nói không chừng dù hắn không ta ra vẻ giàu có, hai gã tu sĩ kia cũng theo dõi hắn. Tuy nhiên phỏng nhất hắn vẫn lộ ra giàu có của mình. Nhưng Diệp Mặc lấy ra 1500 linh thạch đưa vị chủ quán. Hai gã tu sĩ trúc cơ không nói nhiều, ngược lại xoay người rời đi. Diệp Mặc không đi theo phương hướng hai gã trúc cơ đi mà đi ngược lại. Bởi vì buổi đấu giá còn đang tiến hành, rất nhiều tu sĩ cấp cao ở buổi đấu giá. Vừa rồi những tu sĩ về quanh, chỉ có hai gã trúc cơ tranh đoạt hậu bối đao với Diệp Mặc là tu vị cao nhất. Cho nên Diệp Mặc khẳng định dù không phải hậu bối đao, hai gã tu sĩ trúc cơ kia cũng vì linh thạch trên người mà theo dõi hắn. Hai gã tu sĩ trúc cơ thấy Diệp Mặc đi khá xa lập tức bước vào căn phòng tĩnh lặng bắt đầu dịch xung. Nhưng thật ra tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 lo lắng. Cổ rồi, người trẻ tuổi kia là tu vị trúc cơ, hơn ở trong tay rất nhiều linh thạch. Không phải có địa vị lớn chứ? Tên cổ sư anh kia cười lạnh lắc đầu. Cậu cho đây là đâu một cái tên tu sĩ trúc cơ nhán, nếu có địa vị lớn sao có thể dùng túi chứa vật? Đoán chừng tiểu tử này không may gặp được cơ duyên phát tài, huống chỉ thành hậu bối đao kia quan hệ tới tiền đồ, sau này chúng ta bất luận thế nào chúng ta không thể bỏ qua. Hơn nữa hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, không cần cẩn thận điều tra, ta có thể dễ dàng giết chết hắn. Diệp Mặc không chút hoang mang rời phường thị Nam Sơn, lấy phi kiếm chậm rãi rời đi, thậm chí phi vân chủy cũng không dùng. Quả nhiên Diệp Mặc rời phường thị Nam Sơn hơn 10 dặm liền phát hiện hai gã tu sĩ trúc cơ theo dõi, chỉ là họ đã dịch dung không còn khuôn mặt lúc trước. Đối Diệp Mặc mà nói chỉ là lừa dối người mà thôi. Tu sĩ nếu không có pháp bảo đặc thù, ví như là cửu biến, ngay cả khí tức linh khí cũng có thể che giấu, thì loại dịch dung này chỉ để lừa thị giác, căn bản không có biện pháp thay đổi bản chất, chỉ cần dùng tấn thức quét qua là nhận được. Dĩ nhiên có biện pháp khác là hai gã tu sĩ này căn bản không sợ Diệp Mặc phát hiện bị theo dõi, vì bọn họ nghĩ ăn chắc được Diệp Mặc. Diệp Mặc đi không nghe, ngay gã trúc cơ kia cũng có kiên nhẫn, tới tận khi rời khỏi phường thị Nam Sơn mấy trăm dặm, hai người đi nhanh hơn tới chặn Diệp Mặc. Hai vị có ý gì? Diệp Mặc thân sắc không đổi, đối mặt hai vị tu sĩ ngăn cản đường hắn đi. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 cười lạnh nói, không có ý đồ gì, chẳng qua anh cầm một đồ vật không nên cầm.
Thanh hộ bối đao kia không phải đồ anh có thể lấy. Thằng nhóc, mau giao đồ vật trên người ra, có lẽ chúng ta có thể tha cho mày một mạng. Long Si Mặc thầm nghĩ thanh hậu với đao kia quả có chút lai lịch, hắc hắc cười một tiếng, khí thế trên người bỗng tăng lên, đảo mắt tăng tới trúc cơ tầng 4, bao hóa chân nguyên hùng hậu, thần thức cường đại, dù là trúc cơ tầng 4 nhưng hoàn toàn bắt chước tu bị trúc cơ hậu kỳ. Vốn này gã trúc cơ cho rằng Diệp Mặc chẳng qua trúc cơ sơ kỳ, căn bản không để ý vây quanh Diệp Mặc, nhưng khi khí thế Diệp Mặc dâng lên, hai gã trúc cơ kia thậm chí không phòng bị liền bị khí thế Diệp Mặc cưỡng bách lùi sau mấy bước. Mày là tu sĩ giả đan? Tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 kinh kêu. Đồng thời ý hiểu được mình và đồng bạn căn bản là bị tên tu sĩ giả đàn trước mắt dụ tới, căn bản là giả heo ăn thịt hổ. Một tu sĩ giả đàn muốn giết hai người bọn họ căn bản cực kỳ đơn giản, y hiện tại rất muốn tìm cách bảo vệ mạng nhỏ hai người. Diệp Mặc không nói lời vô nghĩa, phi kiếm trong tay xuất ra, hơn 10 đạo kiếm quang bắn ra, vô ảnh cũng được hắn thả. Vô ảnh đối phó với tu sĩ trúc cơ tầng 5 căn bản không cần Diệp Mặc tốn tâm tư, dù không có Diệp Mặc xuất thủ, một gã trúc cơ tầng 5 nhất định cũng không thoát được khỏi vô ảnh tiến hóa một lần. Ầm ầm mấy tiếng vang, kiếm quang Diệp Mặc đánh nát tấm khiên chuẩn bị phóng ra của tên tu sĩ trúc cơ tầng 5. Sau một khắc, vô ảnh bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt tình huyết tên trúc cơ tầng 5. Diệp Mặc cùng tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 chiến đấu trong nháy mắt, mà khi tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 kịp phản ứng, tu sĩ trúc cơ tầng 5 bị Diệp Mặc đánh nát tấm khiên. Phản ứng đầu tiên là tu sĩ trúc cơ tầng 3 không phải tiến nên hỗ trợ mà xoay người rời đi, nhưng khi bước chân y vừa đi, Diệp Mặc đã tới trước mặt. Chương 869, tao thích xem đấy, liên quan gì tới mày? Tiền bối, vãn bối là bị cổ dụ hỏa mẹ hoặc mới chặn đường tiền bối, vãn bối nguyện ý lấy toàn bộ đồ của mình, chỉ cần tiền bối tha mạng cho vãn bối. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 thế Diệp Mặc giết chết người đồng hành của mình, ngay tức khắc biết tu vị của y cùng Diệp Mặc cách xa quá, đối phương muốn giết y quả thực đơn giản như hô hấp. Diệp Mặc từ chối ý kiến nói xem bọn mày tại sao muốn thành hậu bối đao kia, có vẻ không cây đao này có gì đặc thù. Nói xong, Diệp Mặc đã phóng xuất phi kiếm trong tay, vô số kiếm quang tràn ngập trời. Những kiếm quang này trôi lơ lửng xung quanh tên tu sĩ trúc cơ tầng 3, sống từng thanh kiếm sắc bén, tụ thế không phát. Vốn tên tu sĩ còn muốn ra giá với Diệp Mặc bị sát ý trong kiếm quang kia kích thích, dùng mình một cái ý nghĩ cùng dám. Trình độ khống chế kiếm quang của Diệp Mặc sao đạt tới trình độ này, nhưng y rất nhanh phản ứng lập tức nói: "Tiền bối, tôi cùng cổ dụ hỏa hai người nhận được một tấm bản đồ di tích, chúng tôi từng qua cổ di tích nhưng không cách nào vào, chìa khóa trước mở tấm bản đồ di tích là một cái thanh hậu bối đao." Diệp Mặc giật mình ngắt lời: "Ý mày là thanh hậu bối đao? Vừa rồi tao mua là chìa khóa bọn mày cần. Hậu bối đao trong thiên hạ có tới hàng vạn hàng ngàn cái, sao tụi bay biết?" "Không dám giấu tiền bối, thanh hậu bối đao kia là từ đầu tới đao có 9 đường kẻ. Hậu bối đao bình thường không thể có đường kẻ vô nghĩa như vậy, mà thanh đao tiền bối mới mua vừa vặn 9 đường kẻ, cho nên tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 nói xong, phần sau giọng trở nên run rẩy, y không biết mình nói xong Diệp Mặc tha hay không. Diệp Mặc vừa rồi chỉ là dùng thần thức quét qua hậu bối đao, giờ trên thanh đao có 9 đường kẻ. Hắn mặc dù thấy nhưng không chú ý, giờ nghĩ lại quả nhiên là vậy. Hậu bối đao bình thường không cần phải tạo ra đường kẻ trên thân đao. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy hậu bối đao ra, quả nhiên 9 đường kẻ nhỏ nhỏ. Hơn nữa, sau khi Diệp Mặc cẩn thận quan sát, phát hiện ra 9 đường kẻ này không đơn giản. Chẳng những từng cái đường kẻ hình dáng khác nhau, hơn nữa từng đường kẻ là khắc trận pháp. Bản đồ đâu? Diệp Mặc thu hậu bối đao lại dứt quát hỏi. Trong túi trữ vật của cổ dụ hỏa, tu sĩ này không dám nói náo, vội trả lời câu của Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy túi trữ vật của cổ dụ hỏa, quả thấy bản đồ cổ xưa bên trong. Bản đồ này không biết là chế tác từ tài liệu gì, không hư hao. Nhìn bản đồ trong tay hồi lâu, Diệp Mặc mới phát hiện nơi đây hắn từng đi qua chính là sâu trong dãy núi Vạn Dược. Là dãy núi Vạn Dược, Diệp Mặc lẩm bẩm tự nói một câu. Đúng, tên tu sĩ trúc cơ vội vàng đáp, lòng y đang lo sợ bất an. Hiện tại giá trị lợi dụng y không còn, có biết Diệp Mặc đối xử với y thế nào. Diệp Mặc không có lòng từ bi, nếu như hắn không phải đối thủ của hai gã trúc cơ tu sĩ này, đối phương chắc chắn không bỏ qua. Hắn dĩ nhiên không có lý do gì để bỏ qua cho hai người này, huống chi bản đồ cùng hậu bối đao là chuyện cơ mật, hắn không bỏ qua cái quả bom hẹn giờ. Lúc này Diệp Mặc liền thúc giục kiếm quang chém chết tên tu sĩ trúc cơ, sau đó lấy đi túi trữ vật của y, phóng xuất phi vân trùy. Hắn cố ý tới thành Hàm Nguyên trước,
mới là tới thành. Từ thành Hàm Nguyên ngồi truyền tống trận về Hà Châu, nhưng Diệp Mặc ngồi trên phi vân chủy nghĩ tới mình không nên về Hà Châu. Hắn trước tiên nên bố trí truyền tống trận chỗ khác, sau đó trở về Hà Châu bố trí một truyền tống trận khác. Hai ngày sau, Diệp Mặc tới một dãy núi không tên cách Hà Châu khoảng 10 vạn dặm. Hắn tính bố trí một cái truyền tống trận ở đây, vì Diệp Mặc căn cứ việc hắn lấy được tinh thần xa cùng tiết tổ. Truyền tống trận mình bố trí tối đa chỉ là 10 vạn dặm, xa hơn không có thể. Diệp Mặc ở sâu vùng núi tạo ra, tìm một cái sơn cốc vắng vẻ tính toán bắt trước vị trí lúc trước ở dãy núi Vạn Dược, chuẩn bị tạo một cái hố trong lòng sơn cốc, sau đó trong động phủ bố trí là một cái truyền tống trận. Linh khí dãy núi này không hẳn sung túc, hơn nữa không có linh thảo, dù là yêu cú cấp thấp cũng chả có bao nhiêu, Diệp Mặc không mất nhiều công phu đã có chỗ bí mật trong sơn cốc như ý muốn. Sau khi tìm được chỗ, Diệp Mặc mất nửa ngày đả thông sơn cốc, sau đó trong sơn cốc bắt đầu luyện chế trận kỳ, bố trí truyền tống trận. Phần lớn trận kỳ được Diệp Mặc chế xong, tài liệu hắn xử lý chủ yếu là tinh thần xa cung tiết thổ. 3 ngày sau, Diệp Mặc hoàn toàn bố trí xong truyền tống trận, hơn nữa để lại một chút đan dược cùng linh thạch khôi phục chân nguyên trong thạch thất của truyền tống trận, lúc này mới bỏ qua. Diệp Mặc sau khi bố trí tốt truyền tống trận pháp, đi ra sơn cốc này đem toàn bộ sơn cốc khôi phục bộ dáng trước đó. Sau khi hoàn thành tốt việc này, Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn chỉ cần một nửa truyền tống trận mang về bố trí ngành dược hỏa là được. Có truyền tống trận này, dù đã đắc tội người lợi hại thế nào cũng có thể mang Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng thong thả rời đi. Diệp Mặc rời khỏi sơn cốc sau khi lên phi vân chủy nhanh chóng về hướng thành Hà Châu tới. Hắn rời thành Hà Châu trên dưới 10 ngày không yên trong lòng, nhưng Diệp Mặc vừa đi không xa mấy đạo thần thức quét tới, 4 thân ảnh một trước ba sau xông về núi Hoàng hắn rời đi. Dù lấy đó Diệp Mặc bố trí truyền tống trận, nhưng Diệp Mặc tin tưởng người thường tuyệt không tìm được truyền tống trận. Hắn chẳng những phần lớn trận pháp che giấu và trận pháp ngăn cản, còn có một cái sơn cốc thiếu thốn linh khí, cho nên mấy người xông về phương hướng nơi hắn vừa mới rời khỏi, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hiện ra trong thần thức Diệp Mặc có 4 người, 2 nam 2 nữ. Đi trước là Lữ Tu, xem nào, trúc cơ đỉnh phong. Phía sau Lữ Tu là 3 vị tu sĩ, đều là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, có một người thậm chí gần tới cảnh giới giả đan. Tôi mà chết đồ vật mấy người đừng mong có được. Lữ Tu đi trước tức giận kêu, thanh âm khàn khàn mệt mỏi chịu không nổi, có thể thấy cổ bị thương nặng. Diệp Mặc nghe thấy thanh âm lòng chấn động. Thanh âm này trước lâu cũng là đã nghe qua, chính là vị Lữ Tu mua tố đan thảo buổi đấu giá. Biết được Lữ Tu này, Lữ Tu dùng 2 triệu linh thạch mua tố đan thảo buổi đấu giá. Diệp Mặc lập tức hiểu 3 tên, 2 nam 1 nữ tu sĩ trúc cơ đỉnh phong vì sao lại đuổi theo cô ta. Tố đan thảo là vật luyện chế bội chân đan, với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mà nói chính là dược liệu bọn họ đuổi từ lúc sinh ra. Loại vật này phát hiện được theo đuổi cô ta là chuyện đúng không mới là lạ. Lòng Diệp Mặc thầm tha, nữ tu này thật không cẩn thận lại bị người ta nhận ra mình là người nào. Dưới tình huống như vậy, buổi đấu giá kiêng kỵ nhất là bị người ta nhận ra. Đừng nói cho dù là phí tứ giang lớn lối tự giới thiệu, đó là vì y có tiền vốn để lớn lối. Hơn nữa sau khi y báo ra sư môn, người đánh chủ ý nên y ngược lại càng ít. Giống Diệp Mặc không có nền tảng dựa vào, dù là không có rõ sự đắc tội phí tứ giang, nhưng muốn hắn tiết lộ lai lịch là chuyện không thể. Tố đan thảo là vật ngàn vàng khó cầu, thậm chí so với khẩu thuật niên còn trân quý hơn. Diệp Mặc không gặp thì không nói, nếu ở xa hòn lười hoàng sơ gặp được tố đan thảo, hắn không có lý do không tới xem. Ngay tại đây, Diệp Mặc điều khiển phi vân truy đuổi theo. Diệp Mặc vừa theo kịp 4 gã tù sĩ một trốn ba đuổi, phát hiện nữ tù chạy phía trước lại là càng chạy trối chết. Mặt 3 tên tù sĩ lại cười lạnh, Diệp Mặc chỉ là tu sĩ trúc cơ tầng 4 nhỏ nhòi cũng dám đuổi, quả là muốn chết. 5 người một người trốn, 3 người đuổi, cộng thêm Diệp Mặc phía sau lửa ngày sau xuyên qua sơn cốc mà Diệp Mặc bố trí trận pháp, tiến vào trong giải rừng hoang vắng hoàn toàn. Dù Diệp Mặc hoàn toàn có thể đuổi theo mấy người này, nhưng hắn vẫn cẩn thận phía sau. Diệp Mặc cho dù không sợ bất kỳ ai trong đó, nhưng một khi mấy gã trúc cơ đỉnh phong liên hợp, hắn cũng chỉ đành trốn. Chỉ sợ nếu Diệp Mặc tin tưởng nơi đây không có loại biến thái như Lý Bạch Sâm, thần thủ của cảnh giới già đang hoàn toàn vượt qua lẽ thường, nhưng tu chân giới bất luận kiểu gì cũng có thể phát sinh, cẩn thận một chút không sai. Mắt thấy phía trước không còn đường trốn, vị lữ tù có được tố đan thảo dứt khoát ngừng lại, quay đầu vuốt vuốt mái tóc xốc xếch lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên tu sĩ đuổi mình. Về phần Diệp Mặc chỉ có trúc cơ tầng 4 liền bị cô dứt khoát bỏ qua. Thấy nữ tù kia dừng lại, ba người đuổi theo ngừng lại, vây xung quanh nữ tù tạo thành một lửa vòng bao chọc quay. Diệp Mặc giống như trước rừng ở bên ngoài vòng vây khá xa, bất ngờ hắn ngó chừng 4 người này. Hắn muốn tố đan thảo cho nên những người lại đánh nhau, hắn có ý muốn xem náo nhiệt. Lúc này Diệp Mặc mới chú ý tên nữ tù nhận tố đan thảo, bộ dáng 40 mấy tuổi, khuôn mặt phong trần, vừa nhìn biết con đường tu luyện rất gian khổ. Mặc dù dung mạo cô ta bình thường nhưng vóc người lại rất tốt. Về phần ba tu sĩ đuổi theo, trong đó một nam thân hình cao lớn, Diệp Mặc nhìn đã biết
y cao gần 2 thước tu bị tới cảnh giới giả đan, nhưng dê mặc tư khí tức của y biết được y so với Lý Bách Sâm kém xa. Một tên nam tử khác híp mắt thành một cái khe hở nhỏ, vóc người ục ịch, tu bị trúc cơ đỉnh phong. Người lữ tu chừng 30 tuổi, mặt mang nụ cười, bất quá cô lớn lên so với lữ tu chạy trốn cũng là xinh đẹp hơn. Thấy lữ tu kia dừng lại, tên hình người to lớn không lên tiếng nói với lữ tu mà lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Biến, nếu không chết. Diệp Mặc châm chọc nhìn tu vị giả đàn, khinh thường nói: mày đánh giá làm cái gì? Ông ở đây muốn xem mày đánh giám liên quan gì? Thấy Diệp Mặc chẳng qua là tu sĩ trúc cơ tầng 4, nhỏ bé lại dám khinh thường chửi rủa tu sĩ giả đàn, chẳng những một nam một nữ đi theo, cái tên cao lớn ngẩn người, ngay cả lữ tu chạy trốn trước cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bọn họ không hiểu Diệp Mặc tu vị thấp như vậy dựa vào cái gì kiêu ngạo chứ.